Hello, welcome back to Intertwo's Math Teacher Training Course. I'm glad everyone is present today because we're going to cover a few very important topics called sequences, series, and trigonometry. And of course, you know, usually trigonometry is a very hard topic to explain to students and for them to remember all the formulas. So the tips and tricks to help remember those that we're going to cover in this unit is going to prove very useful in the future for you. Mình biết là bài lần này nó hơi dài và cũng hơi thật sự là cũng hơi khó. Đọc nghe từ có thể là về vừa từ ngữ mà vừa về khái niệm toán học thì nó cũng có những điểm rất là nhức đầu, nhưng mà mình nghĩ là một để làm giáo viên toán và nhất là một giáo viên toán tiếng Anh thì không phải các bạn chỉ dạy học sinh biết cách làm không, mình muốn là các bạn cũng phải có cái khả năng để mà khơi gợi cái hứng thú của các em trong việc học toán. Logarithm, là historically, the discovery of logarithms was not direct. It began with John Napier, Baron of Merchiston in Scotland. He had a lifelong interest in... Thì cái phần này á, thì nó sẽ là cái gì? Mình sẽ cần một cái noun ở vị trí này đúng không? Một danh từ hoặc là một cụm danh từ ở chỗ này là một cái gì đó mà để dành cho calculation. He had a lifelong interest in something for calculation. Và nếu vậy thì mình ấy, thì ở đây nó sẽ là cái efficient methods này đúng không? Những cái phương pháp hiệu quả để tính toán. Nhưng chỗ này nó sẽ là K. Ok. Sau đó thì mình đi đến phần tiếp theo là phần tips for teaching. Thực ra ý tưởng gọi là cái trò chơi này thì nó chỉ là đưa một câu chuyện vào để giúp học sinh có thể tưởng tượng một cách trực quan hơn thế nào là exponential, là tức là số mũ này, thì nó khi mà nó tăng lên, nó lớn lên ấy, thì nó có thể phát triển nhanh như thế nào. Okay, and you and your crew encounter a drooling carnivorous alien monster. As you can guess, this is not good. It gets worse. While you're cowering in the cave trying to not to cry mommy in front of your crew, your science officer is able to chart the monster growth over several hours time. She comes back to you with her report and minus one arm. The news is grim. With each hour that passes, the monster double in sizes, specifically his height. She also said that the monster's stomach was making these growly, hungry noises. Thế câu hỏi đặt ra sẽ là nếu mà con quái vật này bắt đầu chỉ cao một phút thôi. Nó một phút đây là cỡ làm cái đơn vị đo lường của Mỹ ha. Một phút là bằng cỡ, nếu mình nhớ không nhầm là khoảng cỡ 30 cm. Thì mình làm sao mình tính cái làm cái công thức để mà tính cái sự tăng trưởng của con quái vật này sẽ như thế nào đây? Đó. Thì đấy, thì đây sẽ là những thực ra đây là một bài toán thôi chứ không phải là một cái game đấy, nhưng mà khi mà mình nói ra một cái kể một câu chuyện mà nó có cái sức thu hút mà nó vui vui như thế này á, thì có lẽ là học sinh sẽ có thể tập trung hơn và nghĩ về cái tốc độ tăng trưởng của con quái vật, tại vì thực ra tốc độ tăng trưởng này cấp số nhân đúng không? Nó exponential. Đối với sequence với các em học sinh mà học trường quốc tế thì các bạn sẽ được học hai cái sequence chính, được gọi là arithmetic và geometric. Đây hai cái tên ở đây ha. Thì arithmetic ấy, thì về ngôn ngữ, về mặt ngôn ngữ thì arithmetic này các bạn sẽ nhìn nó và nhớ nó là arithmetic operation, like plus minus, multiplication and division. So arithmetic sequence means that that the next term in the sequence is obtained by adding a common difference. Rồi, tiếp theo là đến chữ Hy Lạp. Bảng chữ Hy Lạp này thì thực ra mình học toán dần dần rồi, những số này, những chữ này là mình sẽ gặp nhiều quá nên nó thành quen luôn. Nhưng mình bây giờ mình học toán học đến cả toán cao cấp thì nhìn những cái số này là mình đọc quay gác luôn. Thế thì bây giờ mình sẽ đọc cùng với các bạn nhé. Mặc dù tiếng Việt cũng sẽ có nhìn những cái này nhiều đúng không, nhưng mà có lẽ sẽ không gặp những từ những cái chữ mà đã lạ, ví dụ như là nu này. Nu thì cái này thì mình thấy là trong vật lý nó sẽ sử dụng nhiều, hay là sai này, rồi hay là những chữ như iota này, eta này, là có lẽ là vẫn chưa gặp nhiều, cho nên bây giờ mình sẽ đọc qua ha. Nên là mình hy vọng là các bạn sẽ xem đến cuối video và ít nhất là đã biết được cái cách đọc và cái cách gọi là
một vài cái tips để mà dạy học sinh, như cái Socatoa này, hay là cái cách mà để điền vào cái bảng giá trị của sin và cos này là sine and cosine, và cũng thêm nữa là biết cách đọc hết tất cả những chữ và có thể giải thích những cái gọi là trigonometric functions và series và sequence ha. Mình nói đến kiểu khi nói sequence thì mình sẽ cần phải biết cách tính những cái terms ở trong sequence. Ví dụ bây giờ mình hỏi là bây giờ trong một cái arithmetic sequence với số a bằng tương đây và số common difference bằng tương đây, thì bây giờ bạn có thể tính được cho mình U6 hay không? Thì phải biết, phải giải thích được cái này cho học sinh nha. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại vào tuần sau.